Ở đây là mình có 100g giấm, 50g đường nha. Thì mình sẽ nấu sôi cái phần giấm này lên. Rồi giấm sôi lên xong mình tắt lửa, mình để nguội nha. Để nguội rồi mình mới cắt hành tím mình bỏ vô. Tiếp theo là mình có 40g nước mắm chay, 20g đường, 80g nước. Giờ mình sẽ nấu sôi cái hỗn hợp này lên nha. Rồi nước mắm sôi lên mình tắt lửa mình để nguội nha. Sau đó mình mới bỏ gừng với lại tỏi với ớt vô. Tiếp theo là mình rửa cái bắp cải này xong mình cắt mỏng ra, xong mình đi ngâm muối nha. Rồi mình cắt mỏng ra xong mình đi ngâm muối, xong mình xả sạch lại nhiều nước nha. Tiếp theo là mình sẽ cắt mỏng hành tím ra, bằm gừng và bằm ớt ra nha. Bây giờ cái giấm của mình nguội rồi, giờ mình sẽ cho hành tím vô cái giấm nha. Rồi nước mắm của mình cũng đã nguội rồi nè, mình cho tỏi xay vô, gừng xay, ớt xay. Ở đây mình có một cái thịt căn nè, giờ mình sẽ xé nó ra nha. Rồi xé ra xong thì mình có thể ướp với lại một chút xíu muối nha, hoặc là chút xíu hạt nêm cũng được, còn không ướp cũng được tại lát. Tiếp theo là mình sẽ chiên cái phần thịt căn này lên nha. Mình chiên khi thịt căn hơi săn lại thì mình chảo cặt nha. Rồi mình thấy thì căn nó chín nó vàng hết rồi thì mình tắt lửa mình vớt ra nha, để nguội. Tiếp theo là mình cho bắp cải đã rửa muối nha và để ráo nha ra cái đĩa. Giờ mình sẽ cho rau răm lên. Rồi cho rau răm lên xong mình sẽ cho nước giấm với là hành tím lên nha. Tiếp theo mình sẽ cho cái phần bị căng chay lên nha. Tiếp theo mình sẽ cho một ít đậu phộng rang lên. Tiếp theo là mình sẽ cho một ít hành phi lên. Như vậy là xong. Như vậy là mình đã làm xong cái món gỏi bắp cải rồi nè. Rất là ngon luôn. Khi nào mình ăn á, thì mình sẽ chan nước mắm gừng vô nữa là ngon nha. Lưu ý là nước mắm gừng với lại cái giấm á, là mình phải làm trước
1-2 tiếng để cho thấm cho nó ngon nha.